Sầu sơn sơn thần tham kiến đại thánh. Sơn thần to gan thật, không sợ lão tô mà lại sợ yêu quái kia hả? Dám cho nó mượn đá đè ta. Cái hèn không dám, cái hèn không dám. Bởi vì yêu quái thần thông quảng đại, đọc thần chú một sơn thần thổ địa tới phục vụ cho hắn hàng ngày. Yêu quái này là yêu quái gì mà sai khiến được sơn thần thổ địa? Sơn thần à, vật gì đang phát quang vậy? Đại thánh à, đó là bảo vật của yêu ma, chắc nó muốn dùng bảo vật để bắt đại thánh.